mới cho trái hồng đi nha, hồng chín nha. Hồng này là ăn được phi. Ăn cả bỏ luôn sao đâu, xong sạch mà. Dạ, ăn cả bỏ luôn hả chú? Ăn cả bỏ luôn. Dạ, ăn cả bỏ luôn. Dạ, dạ. Hello cả nhà ơi, mình đang ở trong vườn hồng nha cả nhà. Vườn hồng ở Đà Lạt, nhưng mà tiếc một cái là tiếc một cái là trời đang mưa quá, chứ không là mình ra mình hái luôn cho cả nhà cùng xem đây nè. Thấy chưa, ở đây là có nhà nghỉ luôn nha cả nhà. Trong này phòng hai giường đây, phòng hai bình dân lắm. Wow. Đây cái nhà phòng này chỉ 402 giường nha cả nhà. Thoáng đang mát lắm, tốt. View tuyệt vời luôn. Đó. À, số điện thoại nhà mình là bao nhiêu cô Hà? 0859775727. 0858 977 577 577 27 27 27 27. Dạ rồi. Rồi. Đây, ở đây là phường, khu phường mấy cô hả? Phường 3. 29/3 phường 3 ngay gần xe vào. 29/3 phường 3. 29/3 đường 3 tháng 4. À, đường 3 tháng 4 dạ. Phường 3 Đà Lạt. Dạ, rồi ngay bến xe Phương Trang đi vào đúng không? Đúng rồi, dạ, đối diện với Phương Trang. Dạ. Ngay trạm xe buýt đấy. Dạ dạ. Đối diện với cái nhà hàng Ocean Palace đầu đường nó đi vào đấy. Dạ dạ. Đối diện là có 3 đường đi vào đường giữa. Dạ. Đây để cô lên bật điện lên đã. Dạ. Để cô lên bật. Đây cái nhà. Ở đây thì mình có thể là ngó qua. Đã lắm, vườn hồng đã lắm. Rồi đứng cửa sổ mình ngó qua và có thể là nhờ chủ nhà cho xin cái cây đây đây với ra hái hồng luôn cả nhà. Đó hồng. Hồng chín cây rồi cả nhà. Đó, đã không? Ôi mê ly. Đó, nhà thấy không? Nếu như mà hôm nay không mưa thì mình sẽ ra hái hồng cho cả nhà cùng xem. Trèo cây luôn. Đó. Đó, cái nhà nghe cô chủ nhà nói không? Nếu mà ở đây là hái hồng luôn. Đó, view hơi đẹp nha cái nhà. View hơi đẹp nha. Cảnh này là sáng ra, cứ mở mắt ra ngồi đây ngắm hoàng hôn và mây phủ trên những đỉnh núi ha. Rồi ở đây tay học hái hồng luôn, tráng miệng luôn. Và đây là view sân bên ngoài nha cái nhà. Đó. Ở đây có một cái bàn ghế, có hình mình có thể nấu ăn tại đây luôn đó. À, đây có cây hái hồng luôn nha cả nhà. Đó, có thể mượn chủ nhà ra hái bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, tính tiền bấy nhiêu nha cả nhà. Đây đây có phòng nữa nè, đó. Đây có phòng đơn. Đó, phòng đơn nha cả nhà. Bây giờ mình qua bên kia. Qua bên kia xem có phòng đôi bên này. À, khá đẹp nha cả nhà. Thì bên đây, đó. Hệ thống toilet ha, cũng sạch sẽ, máy nước nóng. Thì ở đây mình có thể kéo cái rèm này qua. À, kéo cái rèm này qua. Đó. Thì phòng này bên này cũng giống như phòng bên kia ha cả nhà ha. Đó, mình có thể kéo rèm ra, mình có thể hái hồng từ bên này ha. Đó. Ý, hình như đây có cây khế nè cả nhà. Đây cây khế. Đây cây khế. Wow, có thể xuống đây hái rau đồ các kiểu ha. Hơi bị đẹp luôn. Đó. View này là lý tưởng nha cả nhà. Đó, nghe thấy không? Xa xa kia là sương mù. Đó, đúng là thế giới sương mù luôn ha. Thành phố sương mù. Wow, hồng chín kìa cả nhà. Đó, hồng chín kìa. Đó, thấy không? Để mình zoom ngay cho ngài xem nha. Ồ, trái hồng chín kìa, đó. Quá đã. Thì ở đây thì mình trong cái khuôn viên, cái nơi mình nghỉ ngơi hoặc là mình có thể làm một buổi tiệc BBQ ở đây nha. BBQ ở đây rồi mình có thể ở đây ra hái hồng vô. Đó, hái hồng vô ăn tráng miệng luôn. Đúng cái kiểu mà du lịch sinh thái hay là nghỉ dưỡng gì đó. Đấy không? Quá lý tưởng nè. Đó, đây có cầu thang đi xuống dưới luôn. Xuống dưới, ở dưới là mình có thể săn bắt hái lượm được các kiểu con đà điểu ha. Đó. Wow, ở đây chỉ toàn hồng thôi. Ở đây mình chỉ toàn hồng thôi cô hả? Đúng rồi, đúng rồi. Wow. Mà hình như con nghe nói là hồng đây là hồng sạch luôn hả cô? Hồng sạch, hồng sạch, hồng sạch, hồng không hạt luôn. Hồng sạch, hồng không hạt. Hồng tuyệt vời luôn. Đó.
cháu cứ ăn yên tâm. Dạ. Cô cho số điện thoại đó rồi, ai ăn ngon về chứ cần không lo. Lấy cặp music luôn em, lấy cặp music. Rồi. Rồi. Giúp cho cô. À. Cô lấy giá cho mình thôi. Sao cô? Trong vòng 20 ngày, dạ, các bạn mà đến nhà cô, ở nhà, dạ, cô, dạ, cô cho xuống vườn hái cứ quả hồng nào mà chín đỏ, dạ, ăn được, cô cho các bạn, dạ, lấy luôn. Là không tính tiền? Không tính tiền. Dạ. Đây, đó, hồng đỏ như này này. Đây, hồng đỏ như cái này nha. Đúng, cứ đó, hồng như này cô không tính tiền. 5-7 ký hay 3 ký bao nhiêu cô không cần, dạ, biết. Cứ ăn thoải mái không tính tiền. Cứ hái hồng chín này, hồng chín cây là cứ ăn, dạ, cứ ăn, lấy, dạ, ăn không hết cứ lấy. Dạ. Nhưng mà hồng đỏ này thôi. Dạ. Chứ cần hồng của cô là chín rồi thì là hồng hồng vàng là hồng giòn. Dạ, hồng nhưng giòn. Mà hồng chín ăn ngay thì cứ lấy. Dạ. Dù các bạn có hái được 5 ký, 3 ký, 7 ký, 1, 2 ký cho các bạn. À. Các bạn ở đây. Dạ. Cứ cho xuống tự hái. Dạ. Rồi. Đó, cả nhà có liên hệ thì liên hệ cô Lộc nha cả nhà. Số điện thoại cô Lộc nha, đọc lại nha. 085 dạ. 977 57 27 rồi, ok nha cả nhà. Hoặc của chú Lợi. Dạ, chú Lợi là bao nhiêu ạ? Là 0974 0974 39 36 79 đó. Cũng một địa điểm này, có đó, chỗ cả nhà xe nha. Cứ xuống mà hái, nhưng mà hết mùa hồng là hết, ok. Dạ, cảm ơn cô nhiều ạ. Nó chỉ khoảng trong tầm 20 ngày là hết hồng thôi. Dạ, dạ, dạ. Mà hết hồng rồi. Mê, ăn mê đi rồi. Đây, cả nhà cô mới cho trái hồng đây cả nhà, hồng chín nha. Hồng này là ăn được phi. Ăn cá bỏ luôn, không sao đâu, không sạch mà. Dạ, ăn cá bỏ luôn hả chú? Ăn cá bỏ luôn. Dạ, ăn cá bỏ luôn. Nghe chú nói là không sạch, ăn cá bỏ luôn. Ăn cá bỏ luôn. Sạch lắm, không một cái gì. Không thuốc, không gì hết. Ăn hết luôn, không phải ngọt, tính gì đâu. Ngọt cái nhà. Ngọt lắm. Ngọt. Ngọt chín cây mà. Dạ. Ngọt chín cây, ngọt lắm. Cây. Quá đã, quá đã. Chỉ có một cái hạt nãy giờ thôi. Để gắn hết cái hàng được không? Nó không thuốc, nó không gì, ăn cả bỏ luôn. Dạ. Không, hạt là quả nó thật to. Nó không, phát không, ra không. Thì mới có một cái hạt. Nguyên quả hồng bay lớn nhưng mà chỉ có một cái hạt thôi nha các nhà. Quá đã. 120 ngày sắp tới. À, các bạn nào, hai anh chị nào mà có rảnh mà lên Đà Lạt thì ghé số nhà 29/3 đúng không? Đường 30 tháng 4, phường 3. Liên hệ với lại cô Lộc. Đó, qua số điện thoại mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Rồi, ở đây cô là cô lấy cái phòng cũng rẻ rồi này, dạ, cô cho hái hồng tự do. Giá phòng rẻ nha cả nhà. Và view ở đây thì các nhà thấy rồi đó, rất là tuyệt vời ha. Rồi bây giờ mình xin rút video tại đây nha. Anh chị em hay bạn bè nào mà có muốn đi Đà Lạt du lịch thì liên hệ bên này nha. Ok, xin chào tạm biệt, bye bye, hẹn gặp lại nha.